đến từ Hyundai Kiên Giang. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về chiếc Hyundai Elantra. Đứng bên tôi đây là chiếc Hyundai Elantra Sport phiên bản 2019. Thì theo như đồn đoán vừa rồi thì Hyundai Thành Công đã đưa về hầu như tất cả các đại lý trên toàn quốc các bản Hyundai Elantra. Thì với số lượng có hạn, hiện nay hôm nay tôi sẽ đánh giá chi tiết và coi nét về cái Hyundai Elantra Sport bản 2019 nó có gì, có đáng đồng tiền để anh em mình xứng đáng bỏ ra hay không. Thì đầu tiên thay đổi bứt phá nhất đó là cái cụm mặt trước của con Hyundai Elantra. Như các bạn có thấy đây, rất là sắc nét. Về tổng quan tôi dòm tổng quan ấy nha, thì tôi thấy ví dụ này giống như một cái đường viền, một cái con mắt rất là sắc nha các bạn, rất là sâu. Bên cạnh đó, cái phiên bản trước á, là 2016 á, thì con Hyundai Elantra Sport nó trang bị cái cụm đèn bi xi nhông. Thì hiện nay bản 2019 nó trang bị 4 bóng full LED luôn các bạn ạ. Điều pha có thì đây là full LED hết nha. Đèn xi nhan dạng hình tam giác, kế bên cái hộc gió. Một bứt phá mới của Hyundai Elantra Sport. Về cái mặt lưới tản nhiệt, lưới tản nhiệt thì thiết kế dạng cascading grill, dạng thác nước ha. Thì nó cũng hiện nay vừa rồi giai đoạn tháng 4 và tháng 1 2019 thì Hyundai Thành Công có ra mắt cái bản Santa Fe. Thì nó dạng cũng dạng thác nước cascading grill nhưng mà dạng cát len thổ ong, thì cái này là dạng thác nước. Thì nó bứt phá hoàn toàn so với phiên bản trước, đó là dạng hình lục giác được mạo rơm các bạn. Này dòm trông rất là hầm hố, dòm thấy rất là đẹp, rất là sang ha. Bên cạnh đó mặt trước vẫn trang bị 4 cảm biến trước, đằng sau thì nó có 4 cảm biến sau và camera lùi hồng ngoại. Về khoảng sáng dòm xe vẫn là 150mm, một khoảng sáng khá an toàn cho cái dòng xe phân khúc C như thế này. Nổi kéo dài và nó có chiều sâu xuống các bạn, dòm thấy rất hầm hố và nó cảm giác thể thao. Trước thì tôi khá hài lòng với cái phiên bản 2019 như thế này. Về bên hông xem có gì, bốn cặp mâm. Đối với bản bốn bản dưới của Elantra thì có một tí sự khác biệt, nhưng đối với bản Sport thì hầu như là Hyundai Thành Công đem cái mâm cũ qua các bạn. Thì một số anh em ở trên mạng cũng chia sẻ là không hài lòng về cái thiết kế như thế này, hơi tiếc tí xíu. Nhưng mà nếu như cái mâm này mà được thay đổi, anh em khá hài lòng hơn và có sự ưng ý hơn so với cái mâm phiên bản trước. Hầu như chỉ đem qua thôi, không thay đổi thiết kế về mâm. Thì hiện nay thông số lốp của nó là 255 R17. Hậu chỉnh điện gặp điện, có đèn xi nhan báo rẽ. Cái này nó cũng có tính năng welcome mode nha các bạn. Khi mà mình có chìa khóa là gương tự động nó chào mình gặp ra ha. Tay nắm cửa marron trông rất là sang. Có một cảm giác mới mà tôi mở cái cánh cửa của con Hyundai Elantra 2019 đó các bạn, cảm thấy nó nặng nặng á, nó hì hì á, nó nặng hơn so với phiên bản trước. Thì theo như tôi được biết, cái thông số mà về cái mức độ mà cản gió của Hyundai Elantra thì hiện nay là đang ở mức thấp nhất, để khi mà chúng ta chạy trên đường á, cái việc mà cản gió thì nó trở về hầu như là chỉ còn âm 0,27 CD thôi, thì nó cái việc tiêu hao nhiên liệu nó thấp hơn cho người dùng, là khá là hay nha. Còn chúng ta sẽ ra làm sao? Bứt phá của Elantra 2019 là mặt trước và mặt sau các bạn ạ. Đây, cụm đèn hậu full LED luôn, rất là đẹp nha bạn. Wow, khá ấn tượng. Tôi hơi tiếc xíu, cái cụm đèn này nó đã đẹp rồi nha. Giá như nếu mà nó liền luôn thì quá hay. Nó giống như một cái con mắt mà được liền á các bạn. Nguyên dãy đèn LED rất là liền mặt với nhau, nó nhấn nhá rất là đẹp. Nhưng mà như vậy là cũng khá hài lòng rồi. Cấp sao thay đổi mới luôn nha. Tôi không thấy cái nút mà mở cốp luôn các bạn ạ. Nhưng nó giấu ở trong đây đây. Đây. Khá là sang nha, nó không còn kiểu mình móc nữa bạn, chỉ bằng một chạm như thế này. Nó giấu trong cái logo Hyundai luôn, chữ Elantra nó tách biệt ra, giờ thấy nó sang sao các bạn.
chung là cảm giác là khá là ấn tượng cái thiết kế này, đẹp. Thế là cái việc mà camera nó giấu luôn vô đây như thế này nè, theo tôi thì có thấy khá là an toàn hơn ở trường hợp bị gãy đụng nhang mặt thì nó giấu vô đây luôn nè, thì nó có chỉ các bạn ba nó mới hư thôi. Khá hay này, nhiều khi lúc giai đoạn đầu mà tôi nhìn vô tôi cũng không biết được là nó mở khớp ở đâu, thì có một anh chỉ ngay đi ngay đây nhưng mà giấu cho mày rồi. Bô cũng là bô đôi được mạo rơm các bạn ạ. Đây là cái cản gió ha, cản sao thì nó thiết kế khí động học rất là đẹp, rất là thể thao, rất là sang. Bô thì bô đôi, nó cũng được thay đổi so với cái bô trước, nó kiểu giống như số 8 này méo các bạn ạ. Trước thì nó là dạng bô tròn ha, bô đôi cũng được mạo rơm. Nói chung về động cơ thì hiện nay Elantra 2019 nó cũng sở hữu y chang như trước bạn, gồm 4 phiên bản là 1.6 sàn, 1.6 tự động, 2.0 tự động và 1.6 turbo. Thì bản hiện nay bản 1.6 turbo là Elantra Sport thì nó cho ra khoảng tầm 200 đến 204 mã lực các bạn, khá là mạnh, nó y chang động cơ cũ. Rồi, chúng ta sẽ khám phá bên trong buồng lái của Elantra Sport 2019 nó có gì nào. Một điều đầu tiên mà đập vào mắt tôi khi mà bước lên cảm nhận đầu tiên là nó không có sự khác biệt so với phiên bản trước các bạn ạ. Tổng quan bề ngoài thì nó là có sự khác biệt, cũng không đòi hỏi quá nhiều tại vì đây là bản Philips chứ không phải là all-new nha các bạn. Nhắc lại cho các bạn nhớ nha, đây là bản Philips của Elantra. Thì một số trang bị mới thì tôi tí nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn, nhưng mà có một số thiết kế mới như thế này các bạn ạ. Ví dụ giống như các nút này như thế này nè, nó có dạng thiết kế các nút tròn tròn như thế này, nó điều chỉnh nó mới hơn, thay đổi một tí thôi chứ không phải qua là quá khác biệt. Ở trên đây thì nó giả da nha các bạn, đây ốp van carbon. Cái này cũng khá hay nha, lúc trước cái phiên bản trước là nó chỉ được một đường viền như thế này thôi, ở trên đây bây giờ chỗ ghế tài nó cũng được ốp các bạn, ốp van carbon đó. Khá là sang nha. Vô lăng thì so với phiên bản trước, đây là vô lăng Dehus được bọc da, vô lăng thể thao, có các lẫy chuyển số trên vô lăng y chang phiên bản trước, có rule control luôn. Rồi ghế thì da nâu với các lỗ phóng khí thì nó có một đường viền chỉ đỏ, thì đây là do bản thể thao. Còn như 4 phiên bản dưới á, thì nó sẽ lần lượt là ghế nỉ và ghế da, thì da nó sẽ là dạng màu vàng be các bạn. Rồi chúng ta khám phá có gì nè, màn hình chung, cái màn hình tắp lô á là màn hình LCD 4.2 inch. Nói chung là cũng vừa tầm mắt, nó có điều khiển được cái độ sáng của tắp lô. Nói chung là khá ok các bạn, nó cũng y chang phiên bản trước thôi. Vô lăng thì gạt gù được. Ghế lái thì chỉnh điện nha. Ok. Cũng y chang trước, bơm lưng nó không được trang bị mới các bạn nha, có bơm lưng. Đây nó có sưởi ghế, sấy ghế, remote à. Đây remote nó lên 4 chế độ lái như ông Santa Fe ấy các bạn. Phiên bản trước thì nó có 3 chế độ lái thôi, giờ hiện nay trang bị thêm là Normal, Eco, Sport và Smart. Thì trang bị thêm chế độ Smart các bạn. Smart thì là chế độ thông minh, nó sẽ tự hiểu cái xe mình, nó điều chỉnh được cái chế độ chạy lái phù hợp hơn. Rồi chúng ta khám phá ở đây nào. Hiện nay màn hình này nó cũng y chang trước các bạn ạ, nó không được lên màn hình lồi, nó vẫn là chìm. Màn hình AVN 7 inch, màn hình cảm ứng nha. Thì nó cũng có map do Hyundai phát triển riêng thị trường Việt Nam này, các nút đa phương tiện này, kết nối Bluetooth, phone setup, rồi điều chỉnh cân bằng âm thanh, kết nối Apple CarPlay. Nói chung cũng y chang trước các bạn ạ, các nút điều khiển này. Nói chung cái nút này tôi cũng nói chung khá hài lòng, nó dễ điều chỉnh nha các bạn, chúng ta dễ quan sát và dễ điều chỉnh. Rồi tiếp theo ở dưới thì cũng dàn lạnh hai vùng tự động độc lập. Đây chế độ auto AC. Đây các cổng sạc đây thì nó có tắt cảm biến. Hiện nay Elantra Sport 2019 nó cũng giống như phiên bản trước, nó hỗ trợ về việc đậu đổ với 8 cảm biến 4 trước và 4 sau, mình có thể tắt được. Hiện nay ông Elantra Sport 2019 nó vẫn được sở hữu 7 túi khí nha các bạn, 7 túi khí. 1 này, 2, 3,
4, 5, 6 và ở dưới đây nữa là 7 nha các bạn, 7 túi. Nói chung về bản Hyundai Elantra Sport thì nó trang bị 7 túi khí thì tôi cũng khá hài lòng. Đi đôi với đó là hộp số, đây, hộp số 7 cấp ly hợp kép nha các bạn. Nó vẫn y gian như trước, chúng ta sẽ xem coi nó lùi như thế nào. Còn nó có rõ nét không? Đây là lùi R. Đánh góc lái được. Ok, nó khá nét nha các bạn. Nó có cảm biến luôn. Ok. Vậy là ok rồi. Cửa sổ trời. Cửa sổ trời sơn rock. Chống kè. Rất là nhẹ nhàng, khá là hàng nha các bạn. Gương thì chống chói. Chống chói luôn. Cụm đèn này mình có lẽ là chế độ gạt mưa tự động. Nó có đèn pha tự động. Thì so với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda 3 và Cerato thì hiện nay Hyundai Elantra có đôi chút nhỉnh hơn so với các dòng xe của Mazda 3 hay là Kia Cerato. Thì nó tùy theo phiên bản nha các bạn. Chứ các bạn đừng lấy mà cái bản cao nhất con này mà đánh giá so với thấp nhất con kia thì nó cũng không cân xứng lắm. Để xem. Hiện nay Hyundai Elantra nó vẫn được trang bị các cửa gió hàng ghế sau nha các bạn. Vẫn trang bị được các cửa gió sau, giúp người ngồi hàng ghế sau rất là tiện, rất là thoải mái luôn, rất là mát. Đây nó có hình như là có cổng sạc hay không có cổng sạc rồi. Còn Accent nó trang bị một cổng sạc ở đây nữa các bạn. Accent nó lại hay nha. Accent nó trang bị thêm một cổng sạc ở đây nha. Còn cái này nó không có trang bị cổng sạc rồi. Nhưng mà bù lại nó trang bị sạc không dây thì mình cũng vẫn thấy khá hài lòng các bạn à. Hiện nay thông tin thì về các bản Elantra nó dao động giá từ 580 triệu đến 769 triệu ở 4 phiên bản. Thì nó nhỉnh so với phiên bản trước tí xíu, nhưng mà ở mặt bằng chung thì vẫn đáng đồng tiền để bỏ ra các bạn ạ. Như các bạn đã thấy, một thiết kế mới, một thiết kế nói chung là khá là ấn tượng, khá là hầm hố, khá là đẹp các bạn. Theo tôi đánh giá thì hiện nay Hyundai Elantra đang sở hữu và đang lắng nghe được cái người tiêu dùng nói gì và từng cái phiên bản Hyundai luôn trao chuốt cho người dùng được hưởng và sở hữu nhiều cái tiện ích nhất. Thì hy vọng sắp tới Hyundai sẽ trang bị nhiều cái tính năng mới cho anh em chúng ta. Vâng, cái clip của chúng tôi xin được khép lại, hy vọng sẽ được review và đánh giá chi tiết và nhiều hơn về các sản phẩm về xe cũng như các dòng xe Hyundai. Hy vọng các bạn hãy like và share cho kênh của chúng tôi. Xin chào.